Hồi trước má anh có hùng hạp với một người bạn chơi chứng khoán và bị phá sản. Bạn làm ăn của má anh ôm hết tiền rồi bỏ trốn. Một mình má anh phải lo chi trả hết số tiền cho các nhà đầu tư. Đến lúc kẹt quá, má anh phải đi mượn tiền của xã hội đen. Số tiền mượn càng ngày càng lớn dần. Bây giờ má anh đã hết khả năng chi trả, nên mọi thứ anh phải gánh hết. Chính vì vậy tụi giang hồ nó mới tìm tới anh. Chắc là số tiền đó lớn lắm, cho nên họ mới làm như vậy hả anh? Phải. Thật ra số tiền nó lớn lắm. Với số tiền lương hàng tháng của anh cũng không đủ để trả tiền lời cho tụi nó nữa. Vậy thì là anh nhờ công an họ giúp đỡ. Làm sao? Bây giờ anh cũng không biết phải làm sao nữa. Anh cũng không biết kiếm đâu ra nhiều tiền để trả lại khoản vay. Tụi nó sẽ xử má con anh. Nếu mà trong 2 ngày tới mà má anh không có tiền. Sao họ lại ác như vậy chứ? Anh thì không sao. Anh chỉ sợ. Anh chỉ sợ má anh thôi. Má anh đã tuổi già sức yếu rồi. Anh Luân. Phải chi? Nếu như mà má anh nghe lời anh, không đầu tư chứng khoán mà chuyển qua bất động sản, thì mọi chuyện đâu có nông nổi như vậy. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, anh đừng có trách bác gái nữa. Để em về nhà nghĩ coi có cách nào không để giúp anh. Anh cảm ơn em cho Quỳnh Anh. Anh không dám làm phiền em đâu. Đâu có gì đâu mà phiền. Em thấy anh là người quen mà. Mời em. Em ngồi xuống đi. Má ơi. Má ơi má. Má. Dạ Quỳnh Anh. Bác mới tới hả con? Ngồi chơi đi, để bác lấy nước cho uống. Kìa má. Má ngồi nói chuyện với Quỳnh Anh đi, để con lấy nước cho. Con có tự nhiên như ở nhà nha. Dạ. Cái thằng Luân này cũng kỳ hết sức vậy đó. Đã dắt con về đây mà không báo trước, để cho bác chuẩn bị gì hết trơn à. Đâu cần chuẩn bị gì đâu bác. Má à, hôm nay có chuyện quan trọng con mới dẫn Quỳnh Anh về đây. Chứ dễ gì má con mình mời được cổ về đây hả má? Trời, sao anh nói gì kỳ vậy? Anh nói giỡn thôi, em uống nước đi. Dạ, cảm ơn anh. Má à, hôm nay con dẫn Quỳnh Anh về đây là có chuyện quan trọng muốn thưa với má. Chuyện gì vậy con? Má à, đây là số tiền mà Quỳnh Anh cho con mượn để giúp má trả nợ bớt cho đám giang hồ đó. Con muốn đưa tận tay má số tiền này để cho cô ấy chứng kiến, và để cho Quỳnh Anh không nghĩ là hai má con mình gạt cổ. Con xin bác đừng có hiểu lầm. Con không có muốn ảnh đưa con về đây để chứng kiến gì đâu. Anh, sao anh nói vậy? Kỳ quá à. Nếu mà nó không làm vậy, bác cũng bắt nó làm nữa đó. Bác bình tĩnh đi bác. Bác không sao đâu. Bác cảm ơn con nhiều lắm nha. Bác không nghĩ là con lại tốt với má con bác như vậy. Không biết thì thôi, chứ biết mà không giúp thì trong lòng của con cũng không có yên. Tất cả là lỗi của bác đó. Phải chi mà bác chịu nghe lời của thằng Luân thì đâu có xảy ra cớ sự như vậy chứ. Thôi mà má, nếu không phải lo lắng cho con ăn học ở nước ngoài, má đâu dễ gì bị người ta gạt chứ. Bây giờ con ăn học thành tài rồi. Má à, má hãy để chuyện này con gánh nha. Cũng nhờ Quỳnh Anh mà mọi chuyện đã qua rồi. Kể từ ngày mai má đừng có buồn nữa nghe. Con hứa với má, con không để cho má lo lắng nữa. Anh luôn nói đúng đó bác. Bác đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Ba cảm ơn con nhiều lắm nha. Cũng tại anh đó, tự nhiên nhắc tới mấy chuyện quá khứ còn chi, để cho bác khóc rồi kìa. Bây giờ con đã đến đây rồi thì con ở lại dùng cơm với má con bác nha. Má nói đúng đó, coi như là má con anh mày mới lại ăn cơm nha. Dạ không cần đâu. Như vậy là con đã đồng ý rồi nha. Luân à, mua cái gì về đãi bạn gái ăn đi con. Bác, không phải bạn gái đâu bác, tụi con chỉ là bạn thôi à. Dạ đúng rồi má, tụi con chỉ là bạn thôi. Thôi khỏi mất công, mình có cái gì mình ăn cái đó đi bác. Vậy thì hai đứa ngồi đi chơi đi nha, để bác chạy vô trong bác làm cơm ăn nha. Để con phụ bác nha. Không có cần đâu. Bác chuẩn bị cơm nhanh lắm. Con ở đây tiếp bạn gái con nha. Em thấy má anh hiền không? Nhìn bác thấy thương quá à. Bây giờ thì em đã hiểu rồi đúng không? Sao có thể như vậy được chứ? Trời mà, em nghe hết câu chuyện rồi mà em vẫn không tin là sao? Nhưng mà em đã gặp má của anh Luân rồi, em còn tâm sự với bác nữa. Bác không có một chút gì gọi là lừa gạt hết, mà trái lại nhìn rất là đáng thương, tội nghiệp. Hả? Má nào? Thì má của anh Luân á. Má anh Luân mất lâu rồi mà. Cái gì? Tôi nói dốc với Quỳnh Anh làm gì? Thật sự số tiền 200 triệu đó đối với gia đình tôi cũng chẳng là gì đâu. Ủa? Thái độ gì vậy? Ý nói tôi nổ hả? Tôi nói thiệt đó, 200 triệu đó tôi có thể cho anh Luân được, nhưng mà tôi thấy là anh Luân không có xứng đáng. Quỳnh Anh à, nghe tôi nói nè, tôi không muốn Quỳnh Anh là một nạn nhân bị Luân gạt sau tôi. Hãy tin tôi đi, hắn thật sự rất là đáng sợ đó. Chết rồi, ba của em sắp đưa tiền đợt sau cho anh Luân rồi. Chết rồi, bây giờ em gọi cho ba em đi, kêu là đừng đưa tiền nữa. Alo, ba hả? Có chuyện gì không con? Ba ơi, ba nghe con nói nè, ông Luân á là một tên lừa đảo đó ba. Sao kỳ vậy con? Nhưng mà ba phải hứa với con là ba phải hết sức bình tĩnh. Nếu như mà ông có kêu ba đưa tiền thì ba nói là 2 ngày nữa mới có tiền nha ba. Mà ba nhớ là phải dụ cá vào lưới, mình phải tương kế tụ kế, không được để cho ông biết. Ba phải bình tĩnh nha ba. Rồi ba biết rồi. Thôi được rồi vậy nha ba. Được rồi. Con uống nước đi con, Dạ. Luân à, con Quỳnh Anh mới điện về cho chú, nó nói là 2 ngày nữa thì mới rút tiền được. Sao kỳ vậy chú? Bởi vì con Quỳnh Anh nó gửi số tiền đó vào ngân hàng với hình thức có kỳ hạn, cho nên con chờ chú 2 ngày nữa được không? Dạ. Để con nói chuyện này với người ta, cho chú thêm 2 ngày nữa. Nhưng mà chú chắc với con là 2 ngày nữa phải có tiền nha chú. Con yên tâm, nhất định là 2 ngày nữa chú sẽ đưa số tiền còn lại cho con. Dạ. Thưa chú, con xin phép con về. Con về. Dạ chào chú. Tại sao con Quỳnh Anh nó nói thằng này là thằng lừa đảo cả? Để con mày có lừa được tao hay không? Không được vậy. Em phải đi nói chuyện rõ ràng với ông Luân đó mới được. Đúng rồi, em ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Không có được đâu, em làm như vậy chẳng khác nào bước dây động rừng. Đúng rồi. Chứ giờ em phải làm sao? Bây giờ em phải bình tĩnh. Đúng rồi, đừng có căng. Không căng sao được, nếu mà không nói rõ là coi như ba em mất trắng đó. Mất cái gì? Nãy giờ em gọi cho ba em nói là không đưa tiền cho khứa đâu mà. Cái đó chỉ là số tiền tiết kiệm của em thôi, còn thật ra thì trước đó ba đã đưa cho ông Luân một khoản rồi. Bao nhiêu? 1 tỷ. Hả? Trời ơi, 1 tỷ lận. Sao mà bác trai dễ tin người vậy chứ? Cũng như là Hưng nói đó, ông Luân là một kẻ rất là đáng sợ. Đúng rồi, vẻ ngoài hào nhoáng quá mà, ai mà không bị hớp hồn. Chưa kể... Chưa kể gì nữa? Không có gì. Bây giờ phải làm sao đây? Em, chuyện cần làm bây giờ là cho ba em biết những sự thật về Luân, nhưng không được cho Luân biết. Vì nếu Luân biết sẽ ôm tiền bỏ trốn, Vậy hai anh lại nói chuyện với ba em đi. Anh nhờ Hân luôn nè. Sao mà nói chuyện này được? Em nghĩ là ba em tin anh hả? Vậy chứ bây giờ mình phải làm sao? Đúng rồi, bây giờ phải làm sao? Tôi đã có cách rồi. Có cách gì nói đi. Gì? Nhưng mà mọi người nhớ phải giữ kín giường này nha. Ừ. Nhất là cái miệng lưỡi của ông á, lúc nào cũng bép xếp. Vậy nè. Mẹ đó. Cậu về thì hay quá, đưa tiền để tôi đi chứ. Đi đâu? Đi trốn chứ đi đâu, không lẽ ở đây cho công an bắt hả? Bà chưa đi được đâu. Sao kỳ vậy? Đừng có trở quẻ nha. 2 ngày nữa mới có tiền. Lúc đó bà ở lại tôi cũng không cho đâu. Sao lại phải 2 ngày chứ? Tôi có muốn đâu. Có một chút trục trặc. Bà yên tâm đi. Ráng làm má tôi 2 ngày nữa rồi đưa ngài đấy đi. Có chuyện gì vậy? Nhiều chuyện quá. Alo. Tôi là Hân đây. Hân hả? À, Hân hả? Em khỏe không? Cảm ơn anh, em vẫn khỏe. Em có chuyện muốn gặp anh. Vậy hả? Được thôi. Em ở đâu tới liền nha. Dạ. Chuyện gì vậy? Bà hỏi làm cái gì? Nhiều chuyện. Bà ở nhà đóng cửa lại, chờ tôi về. Không được tiếp xúc bất kỳ ai. Nghe chưa? Nghe chưa? Thằng mất dạy.